Hơn 15 ngày nay, những hộ dân này đã chốt và mang theo cả chăn mền chén bát ở lại 24/24 giờ ngay đường vào bãi rác Nam Bình 1 để ngăn không cho xe chở rác vào bãi. Đại diện các hộ dân ở đây đưa ra lý do. Bà con đây lo nhất á là cái nguồn nước nó xuống ở dưới ruộng, rồi nó thấm xuống lòng đất, rồi nó gây bệnh từ cái độ ngày đổ về rác là một vài ba năm sau á thì dân ở đây là đổ bệnh ông nhiều lắm, rất là nhiều. Làm cái bãi rác này nó không có ổn định, lý do là cái đường nước thái không có chỗ chứa, không có mương rãnh đỡ đi tới chỗ nào hết, cứ dưới ruộng nó đi miết. Có mặt tại khu vực bãi rác Nam Bình 1, phóng viên ghi nhận, mặc dù gần một tháng nay, thị xã Đông Hòa đã cho xây tường bao quanh, nhưng nước thải từ bãi rác vẫn chảy qua các khe tràn ra đường, rồi xuống ruộng và bốc mùi hôi thối. Các hồ lắng xử lý nước thải cũng bị ngập nước. Theo thiết kế, bãi rác này rộng khoảng 3 hecta và công suất khoảng 12,4 tấn rác ngày đêm được thu gom trên địa bàn thị xã Đông Hòa và xử lý theo hình thức chôn lấp. Tuy nhiên hiện nay, khối lượng rác thu gom trên địa bàn 6 xã phường đổ về bãi rác này lên đến 60 tấn một ngày đêm, nên bãi rác đã quá tải và gây ô nhiễm môi trường. Thì bà con tôi có kiến nghị lên trên là lần đây là lần thứ 4 luôn á, mà cũng vẫn là y, cứ hứa rồi xong. Bây giờ lần này á là bà con tôi á là nguyện vọng phải làm sao đưa giùm cái hố rác đi, cho dân chúng tôi là giờ là bệnh rất là nhiều. Chính quyền địa phương xin lỗi bà con về cái việc triển khai cái dự án bãi rác mới chậm tiến độ. Về địa điểm mà bãi rác mới thì triển khai trên quy mô là 9,8 hecta, triển khai là qua 2 giai đoạn và chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để đầu tư giai đoạn 3 vào cái công nghệ đốt xử lý rác. Lãnh đạo thị xã Đông Hòa cho biết đã có kế hoạch dừng tập kết rác tại đây và đang triển khai xây dựng bãi rác mới, dù kế hoạch hoạt động của bãi rác tại khu phố Nam Bình 1 đến năm 2029 mới đóng cửa.